Lại một đêm nữa, mình thức dậy ở một nơi rất chi là xa. Mặc dù khá nhớ nhà, nhưng mà mình có hứa với tất cả các bạn là hôm nay mình sẽ cố gắng dậy sớm để ra ngoài cảng cá, để thăm xem bà con ngư dân là đánh bắt được những con gì và mang lên cảng cá. Ở trong khu chợ đấy là bà con sẽ buôn bán những con gì. Rồi cố gắng mình sẽ quay hết toàn bộ những cái con cá mà mình cũng như các bạn mà có thể là chưa nhìn thấy bao giờ, hoặc là có nhìn thấy nhưng mà không biết là nó được đánh bắt từ ở đâu ra. Đó, thì bây giờ mời các bạn và mọi người cùng theo mình nhé. Của cháu hết bao nhiêu tiền chú? Đây chú. Vâng. Chú có hay phải dậy sớm như này không? Sớm hơn nữa vậy. À, sớm hơn nữa hả? Ừ. Dạ vâng. Đây, 5-6 chú. Rồi, cho cháu xin. Rồi, cháu cảm ơn chú nhá. Hiện giờ là mình đang ở cảng cá, biển cá dân sinh Vĩnh Trường. Kính chào tất cả các bạn nhé. Lần đầu tiên mình được nhìn thấy con cá to như thế này. Đây là cá gì nhỉ, gọi là cá đông lạnh rồi. Đấy. Mình vừa mới ngủ dậy cho nên là cái giọng của mình, em chào các chị nhé, còn hơi ngái ngủ một chút. Đây là những chú cá gì mình cũng không biết nữa, bởi vì là rất nhiều những cái loài cá lạ ấy, mình chưa gặp bao giờ. Em chào chị cho em hỏi đây có phải là khúc cá đấy không ạ? Cái cờ đó. Nhưng mà nó là một khúc cá phải không ạ? Cá khờ. Ui, đây là một khúc cá các bạn này, nó lại to như này. Vâng. À, thế là cái con cá mà to to đây là người ta gọi là cá khờ hả bác? Cá cờ ạ. Cá cờ các bạn ạ. Đây những con cá to này này, lúc nãy mà anh Long chỉ ở đằng kia à, mọi người gọi là con cá cò. Đây, ui một khúc của nó to bằng chân con đà điểu. Đây là một tảng thịt của nó này. À, mình sẽ di chuyển từ ở đằng đầu chợ này, cố gắng dần về kia để ra thăm các bác ngư dân. Nhưng mà đi qua khu vực này là mình bị dìm chân lại vì là rất nhiều những hình ảnh con cá nó đẹp, lạ và nó to nữa. Đây là ở quê mình gọi là những con tôm này, chắc mọi người cũng gọi đây là tôm chứ. Đúng không? Còn con bé hơn thì mọi người gọi là tép. Ôi, ốc bên này có ốc này. Bác cho con nhờ bác một chút. Bác có biết đây là cá gì không? Cháu chào cô ơi, cho cháu ghi hình với con cá một chút được không ạ? Bác biết cá gì không? Không, lấy em hỏi đằng kia người ta bảo là cá cò. Cò. Phải gọi là cá cò phải không cô? À, cá này là cá gì cô? Cá ngừ ở dương này ạ. À thế à? Là đầu tiên được thấy con cá to thế này luôn đấy. Đấy cá nó phải như thế này này. Cháu cảm ơn cô nhé. Hình như là cả hai bên là đều như vậy. Uầy. Những con cá này hình như là lươi cảnh đây này. Nhưng mà nó bị đông lạnh để làm thức ăn rồi. À chị ơi, vâng. Em cảm ơn chị. Cái con cá này ở trên quê mình là người ta bán đắt lắm đây này. Cháu chào cô. Cô ơi cho cháu ghi hình một chút được không ạ? Con cá này người ta gọi là cá gì hả cô? Cá mú. À vâng ạ. Cá mú. Cá mú, mú câu. Vâng. Dạ vâng ạ.
con nào cũng bằng con nào, kiểu như là cá một lứa ấy. Đẹp quá. Bên này là cá khô. Đi đi về đằng khu cảng đi Phước Long. À đây, cảng ngay đây rồi đây. Đây. Đây là cái con gì, không phải cua. Dạ. Con gì mà cả? Con cấm lấm hả cô? Dạ vâng. Cô bảo đây là cái con cấm lấm. Giống như cua nhỉ. Đẹp hết. Mang về làm cảnh nuôi. À, tôm tích. Khi mà nó nằm gọn ở trên tay thì nó như này các bạn. Đây con sống này, con sống này. Nó vẫn sống mà. Con này con sống này. Nó có kẹp mùi. Chắc là khó chứ. Ui. Đẹp nhỉ. Con này thả bẻ đi. Năn đông lốc. Đi. YouTube. Dạ vâng. Đây anh nhà mình vừa đi vừa ngắm mà cuối cùng ngẩng lên đã ra tới cửa cảng rồi. Khu vực này là khu vực mà mọi người cho cá tươi lên này. Còn ở trong kia lúc nãy là mình gặp là toàn cá đông lạnh thôi. To rồi, to rồi, bàn tay luôn này. Đây là một loại với đẳng cấp này. Một loại với đẳng cấp ạ. Ừ. To là to luôn. Đấy, vực nó phải như thế. Nhưng mà đây cũng là đông lạnh rồi. Ừ. Đi ra này xem mà. À ừ đúng rồi, đi biển lâu ngày đúng không? Đi biển lâu ngày thì là con cá nó cũng bắt ở dưới biển nên nó không sống được thì người ta phải ướp đá. Cho nên là về tới đất liền là nó sẽ bị đông lạnh rồi. Như các bạn có thể nhìn thấy là bà con ngư dân là người thì đang chuẩn bị thuyền, người thì đang kéo lưới để rửa lưới ở đằng xa xa kia. Đây là cái giai đoạn mà người dân đang nghiền đá để cho các tàu thuyền mua đá mang ra biển phải không chị? Đi, anh em mình ra này một chút. À, xin lỗi các bạn và mọi người bởi vì mình biết hôm nay là mình đi vào buổi chợ ấy, thì ở chợ người dân đang bận rộn với cái công việc là thu gom hàng hóa của mình cho nên là mình xin phép các bạn là không được hỏi nhiều, tức là mình không nên hỏi nhiều ấy. Khi mà buổi sáng công việc ai cũng bận rộn mà mình hỏi ấy, nó sẽ bị vướng chân vướng cẳng người ta hoặc là người ta không muốn trả lời ấy. Thì là mình hỏi cũng bằng thừa hoặc nặng hơn là mình có thể bị người ta bực dọc ấy. Thì các bạn có thể là xem những hình ảnh mà mình quay. Rồi là nếu có tìm hiểu được cái con này là con gì thì mình sẽ chèn một số những cái tên vào. Còn nếu không thì các bạn có thể nhìn thôi. Bác lên. Dạ, vâng. Cô ơi cho cháu ghi hình một chút được không ạ? Tức là cháu vẫn đang ghi nhưng mà để cháu hỏi là cái con này gọi là con gì hả cô? À vâng, nó lẫn cả mấy cái con nó lấy lẫn cả cái con gì mà giống con tôm đấy ạ? Các cô làm việc cũng khá lặng nhọc và vất vả nhưng mà vẫn rất vui tính. Đây, à, cô phải đóng thêm đá vào. Đóng thêm đá vào để cho nó đủ lạnh. Chắc là để chuyển được xa đấy hả? Dạ vâng. Thì đây là những con cua này. Cua này nó chỉ lớn như thế này thôi cô, chứ không phải là nó là hàng cua nhỏ. Vâng. Dạ. Cô bảo là làm thức ăn cho tôm hùm. Sau một hồi lang thang ở trong chợ, anh nhà mình cũng chỉ toàn thấy là những cái chú cá mà đã đông lạnh rồi thôi. Mình thì mình muốn nhìn thấy và quay cho bạn xem những chú cá tươi mà được bà con ngư dân mới đánh bắt ở ngoài khơi về. Thế là hai anh em quyết định ngồi chờ một lát để tảng sáng hơn,
trời sáng hơn, nhìn rõ hơn thì bà con ngư dân ở ngoài khơi về sẽ mang theo những chú cá tươi, và là đánh bắt được những con gì thì mình ghi hình cho các bạn xem nó sẽ đẹp hơn. Trong lúc đang ngồi chờ thì trời nó lại đổ mưa. Được cái này cũng khá hay nhỉ. Thời tiết ở đây là nếu mà mưa thì chỉ mưa khoảng một tí thôi là lại tạnh ngay đúng không? Mưa đúng 5 phút. Không nhỉ, mình nếu mà mưa gần như là giả dích cũng cả buổi sáng luôn. Anh em mình ngồi đợi trời nó tạnh mưa một lát thì mình có ngồi và check cam ở nhà. Thì ở nhà mình tuy là rét thế nhưng mà trời nó lại nắng. Đây là cái cam từ trên trần nhà mình nhìn xuống này. Còn cái cam bên này là cái cam này bị ngoại tuyến mất rồi. Để mình sang bên này xem nào. Đây là cái hai cái cam ngoài cổng mà đợt vừa rồi các em nhỏ ném pháo xong mình lắp thêm hai cam đấy. Đấy. Đây là sân nhà mình này. Còn sang về bên này là từ cổng nhìn vào đấy, đường đi xuống AV đấy các bạn. Không có ai ở sân luôn. À đây có ai đang ở nhà dưới đây. Nhà dưới thì mình sẽ nhìn qua cái cam này. Đây, bố. Mình đi xa này thì bố ở nhà là giúp mình chăm chim gần như là 100%. Chăm chim nhé, còn dọn dẹp nhà cửa vườn tược thì lại mẹ mình với lại Quyên. Mến thì bận trông em bé. Thì phụ được cái gì thì phụ cái đó. Còn đây là nhà ăn mình này. Sang bên này là đây là phòng khách rồi. Đây là khu vực chủ công này. Còn đây nhìn sang chủ công là dễ nhất này. À ở nhà vẫn rét đây, vẫn phải thắp điện đây bác Long à. Vẫn phải thắp điện đây. Ừ, anh vừa đấy soi trùng chào mà bài của anh vẫn phải thắp bóng. Nắng. Ở nhà hình như là nắng thì nắng nhưng vẫn rét mà. Vẫn mười mấy độ, 12 hay 13 độ ấy. Ở đây là giờ là hai mấy độ cơ. Vẫn rét lắm. Rét lắm. Đây là khu vực chuồng công với lại chuồng vịt các bạn. Còn sang bên này là ao 33 này. Còn đây là cái cam mà mình mới lắp thêm. Đó. Còn sang bên này là cái cam mình cũng vừa mới lắp thêm này. Cam này nó bị mất sóng. Đây là chuồng lợn. À, hai bé ỉn vẫn nằm, ngon lành cành đào. Đây là khu vực còn lại là đây là những cái cam AV. Ở đây tiếp tục lại có một cái thuyền nữa về đây bác Long. Phải à? Nhiều cá lắm. Nhiều cá lắm á. Đây các bạn cùng xem là đây có phải là một chiếc thuyền của người dân đánh cá mang cá về không. Đây là những bao tải đá các bạn. Đúng rồi, bên kia là cá. Mình sẽ đi theo hướng bên này. Nhưng mà lạ nhỉ, thuyền này mình thấy không có cô gì chú bác nào ra để đón cá nhỉ. Hay là cái thuyền kia. Chắc là mình sẽ sang thử cái thuyền này đi. Đây mình thấy mọi người đang chờ đón ở đây rất đông này. Đúng rồi. Kiểu như là khi thuyền về là cũng có lịch hẹn trước hay sao ấy. Đây là những sản phẩm mà mọi người đánh bắt được từ ở biển khơi về. Ôi đây là con tôm. Ở quê mình gọi là con tôm, còn ở đây gọi là con môi ạ. À vâng. Đúng rồi, không phải là con tôm mà nó là cái con gì ấy. Đây là những sản phẩm tươi sống này. Con tôm nó vẫn còn sống. Tức là họ chỉ về đây họ giao những cái đồ này thôi, còn một số đồ khác là họ lại mang đến một cái nơi khác để giao. Mình cũng hiểu rồi. Kiểu như là nhà mình ngày xưa đi chợ cũng vậy ấy. Cái đồ nào bán ở chỗ nào thì mình sẽ giao vào chỗ đó. Còn đồ nào bán ở chỗ khác thì mình sẽ mang ở chỗ khác. Đây ở quê mình gọi là con tôm. Nhưng mà mọi người ở đây gọi là con ruốc. Con ruốc ạ.
Như cái con này thì là khoảng bao nhiêu tiền của một ký hả, hả cô ơi? 25.000 một ký. 25.000 một ký. Cân xấu là 25.000, còn đẹp là 45.000. À, cân ướt như vậy luôn đấy ạ? Vâng. Cho hết cho bảy tính hết tiền. Dạ vâng. À, cô ơi, cho cháu xem con cá một chút được không ạ? Con cá, con tôm nó vẫn còn sống. Con cá này chắc là không sống nữa rồi. Ồ, chết rồi. Cá, cá hố rồi chú. Cái đây chắc gì bếp chưa mà về nó. Tôi nóc ăn thế rồi mà trẻ gì mà bây giờ như nước lỗ bằng một ký là còn trẻ. 50 cũng chưa có trả được nữa. 45. Bén không. 6, 6, 7, ôi, có con cá này. Có con cá này là cá gì đấy các bạn ạ? Mình cũng không biết nhưng mà nhìn nó hay lắm. Đây. Cái con cá đỏ đỏ nhỏ nhỏ này ạ. Con đấy là con gì chị? Con ghẹ ạ. Con ghẹ. Ghẹ nhỏ, ghẹ con. Trời lại mưa mau rồi. Ở đây là chiếc thuyền thứ bao nhiêu về thì mình không biết, nhưng mà mình được gặp là chiếc thuyền đầu tiên về bến. Bởi vì là trước đó thì cũng có nhiều thuyền về rồi, nhưng mà kiểu là lúc ấy còn sớm ấy, bên này trời nó cũng mưa như này, anh em mình không ra được. Thuyền bé này mà sóng lớn này, có bao giờ sóng nó đánh vào trong thuyền không hả bác? Không đâu. À không ạ. À, đây là một chiếc thuyền cá mà cũng về gần như là trưa nhất. Thì chiếc thuyền cá này bác gái đang bảo là sẽ cho anh em mình đi cùng để trải nghiệm một buổi đánh cá của các bác ở ngoài biển nó sẽ như thế nào. Thì mới bắt được những con cá như thế này. Đó. Cái chỗ cá này là bác thu hoạch là mất khoảng bao nhiêu thời gian thì được chỗ cá này hả bác? À một tiếng ạ. Một tiếng ạ, dạ vâng. Nó nói luôn rồi quay luôn, rồi nó đến trực tiếp quay lại. Vâng. Nếu mà sau... nó kiến chợ, nếu mà nói cho nó ăn mực nhá. Đó, đó, chị xuống đi chặt ăn thì tôm luôn. À, các bác mấy anh cho cháu đi cùng nữa ạ. À, bác Long lên đi. Đi kiểu này bao giờ đâu. Lần đầu tiên mình được ngồi lên một chiếc thuyền gỗ mà đi biển như thế này đấy. Nó có trơn không bác nhỉ? Đấy, rồi cháu cảm ơn bác. Đấy. Cháu chào bác gái, bên này chào chị nhá. À mà đi luôn chưa mà đã chào vội thế nhỉ? Ôi, ôi, nó nghiêng về một bên. Bông bành, bông bành, bông bành. Đây mình sẽ đứng sang vé bên này. Đấy. Ê, nó tròng chảnh lắm các bạn. Trước khi đi thì là bác đã khuyến cáo anh em mình rồi là sóng biển nó sẽ rất là mạnh và có thể say sóng. Thì các cháu cứ suy nghĩ kỹ đi. Anh em mình bảo là anh em cháu có thể đi được. Đó. Chào bác nhá. À, đây là anh ấy. Đến nơi đánh ạ? Khoảng 20 phút à? Khoảng 20 phút rồi. Bây giờ cháu trèo vào đây liệu có bật thế nào? Không, không. Hay cháu giang sau lên cho dễ. Đây. Thuyền tốc độ chạy cao lắm. Ôi, nước biển nó đang đánh nhá. Nó còn đang nghiêng. Cháu cứ thế này trèo lên à? Bác cầm một cháu cái này. Đấy, bác cứ cầm chắc vào.
Hello anh. À, dẫm vào đây được anh? Dạ vâng. Uầy, sướng chứ. Nó trồng chành thích lắm. Đây. À, đằng sau mình kia là một chiếc thuyền du lịch. Mình bảo là ra cho chú, là chú cho xem cái này. Chú ơi, cái con tôm này là ở đâu ra đây ạ? Dạ. Con tôm này là ở đâu ra đây ạ? Con tôm này chờ dễ nè. Chờ dễ nó vô. Tức là chú vừa múc nước là nó múc được nó à? Chờ dễ nó vô đây nè. Nó nhảy lên, nó nhảy lên. Nó nhảy lên ạ. À? Chờ dễ được. À, nó nhảy lên là chú hướng được cái con tôm này. À. Hướng tốt to nhưng mà dễ luôn nha. Cái con tôm này gọi là tôm gì hả chú? Đây tôm sú. Tôm sú ạ? Ồ hay nhỉ. Sú nào? Thế giờ cháu ngồi ở đây chờ liệu có con nào nhảy lên nữa không nhỉ? ăn may thôi. Ăn may chú nhỉ? Rồi. Thì khó, lâu có. Lâu mới có. Thế là hôm nay là cháu gặp may quay được cái cảnh này đấy. Tiếc là lúc chú đón là cháu không biết. Ui, bắt đầu sóng kích chưa? Sóng mạnh quá. Cháu phải cho bà bà ấy chỉ á. À, do anh con du lịch của đây luôn nè. Cháu làm vất vả chú rồi, lại làm chú bị ướt quần áo. Vâng. À, mình bị sự cố là rơi máy bay ở biển các bạn ạ. À, do là lần đầu tiên mình bay ở trên biển ấy, mình không có kinh nghiệm. Khi mà mình hạ cánh xuống ấy thì là cái máy bay nó bị chao đảo bởi gió rất lớn, với lại cái thuyền nó tuy đỗ lại rồi ấy, nhưng mà thuyền vẫn bị gió nó đánh chao đảo ấy. Mình vội vàng túm lên máy bay nhưng mà không túm được, rơi xuống biển. Thì là anh đây, có anh đây với lại chú là nhảy thẳng xuống biển để vớt lên cho mình, chứ nếu không thì mình cũng không lấy được cái máy bay này. À, rơi xuống biển thì khả năng cao là nó sẽ hỏng đấy, bởi vì nước muối ở biển thì nó nguy hiểm cho cái mạch điện lắm. Nhưng mà thôi không sao. À, rất là ngại vì làm chú với lại anh đây là phải nhảy xuống giúp mình. À, thôi được rồi. Anh có mang quần áo đi để thay không? À, có mang quần áo đi để thay không hay là không cần mặc quần áo nữa? Không cần. Vâng. À, lưới thì đã buông rồi, chắc là tầm khoảng gần một tiếng nữa thì bắt đầu mới kéo. Bởi vì ở biển này thì chú bảo là sẽ phải kéo ở biển này, kéo rong ở biển này rất lâu thì nó mới lại được cá. Bởi vì biển nó rộng lớn bao la quá ấy. Mình ăn may thì mình gặp đàn thì được nhiều, còn nếu không ăn may gặp đàn thì nó cũng không được nhiều đâu. Thì kết quả như nào thì các bạn cùng mình chờ một chút nữa nhé. À,
nhà mình cũng đang hy vọng rằng là nó sẽ được, cho nên là chú bảo là nếu thế thì còn hy vọng thì chú cho một ít nước ngọt rửa qua đi. Đấy, để hy vọng là nó sẽ rửa sạch được cái nước biển, nó sẽ không hỏng mạnh, nhưng mà khả năng cao là vẫn hỏng. Kéo được lên thì, nhưng mà các bác đang chuẩn bị nấu cơm với lại nấu đồ ăn để cho bác cháu với lại anh em mình dùng luôn, bởi vì mọi người ai cũng vậy, chưa ăn uống gì hết. Bác bảo là cho ăn bây giờ là ói hết. Ói hết à? Thì chốc về ăn nhá. Lôn hết đấy, say lôn hết. Rồi. Bây giờ thì để lấy sức mà kéo cá thì các chú bảo là vẫn phải lên ăn một tí. Chứ còn như anh em mình bảo là cũng không phải vội đâu, anh em cháu cũng không đói, nhưng mà các chú bảo cứ ăn đi. Đấy. Thì cứ để cho thuyền máy này chạy, chú cháu mình ngồi ở trên mui này, trên mui để ngồi ăn cho nó thoáng. Ở bên dưới kia nó chật lắm. Lôn nước mắt nước mũi kìa. Anh ơi, có ra dùng cơm luôn không? Hay là anh phải lái à? Thế dậy ăn, ăn. Thế, cháu mời các chú mẹ mời anh nhá. Say quá. Còn khoảng bao nhiêu lâu nữa thì kéo được lưới hả chú? Ăn xong là kéo. Ăn xong là kéo luôn à? Dạ vâng. Con cháu mời xin luôn. Dạ vâng. Con cháu mời lưới đấy, em mời anh nhá. Đây là cái con tôm mà chú hớt được lúc lấy này. Đây, quay quá. Bác Long bảo là say hơn say bia. Say quá. Còn mời các chú nhá. Ăn đi. Đây là những con cá mà chú đánh được ở mẻ trước này. Mấy con mẻ này thì chưa biết là có được nhiều hay không. Cảm ơn. Cháu mời chú ạ. Ăn mà là cái đất tư. Mời cả nhà. Chú ăn đi, chú cứ ăn đi. Đây là các chú nhường cho anh em mình cái con tôm này. Đây, mình mời tất cả các bạn nhé. Thank you.
chú cháu mình vừa ăn xong thì anh bảo là em say sóng hả? Và vâng, anh bảo là hôm nay là biển là im nhất rồi đấy, còn một hôm là nó còn động hơn nữa. Thật sự là cái cảm giác nó say sóng nó say hơn say ô tô rất nhiều các bạn ạ. Nhưng mà rồi mình sẽ cố gắng để cùng chú với lại anh là kéo cái mẻ lưới này lên rồi nhanh chóng vào bờ, không anh em mình không chống được. Chú để cháu dọn. Đâu, dạ. Chú cứ lấy cháu phụ chú một tay. Đỡ yên bên đây nhé. Dạ. Đỡ yên đây. Vâng ạ. Anh Long ơi, chuẩn bị kéo lưới rồi, nếu mà say sóng ngồi sâu vào trong không là ngã xuống biển đấy. Đấy. Lên đây ngồi luôn. Có cần gọi anh ấy lên ngồi không ạ? Thế cứ ngồi đấy, lên đây. Hắn vào. Hắn vào rồi. Giờ là cái guồng kia là sẽ quay để mà tời cái lưới lên. Ui, tắt máy đi cái yên tĩnh. Nó cũng đỡ say hơn đấy, tắt máy này nó đỡ say hơn anh ạ. Bác có lên đây xem kéo lưới không? Đứng ở giữa À, đứng ở giữa đây vâng. Bác cứ cho tò chạy đi, sau em bước sang bên đấy. Đứng lên trên đi, đứng lên trên đây nè. Lên trên đi anh Nhau ơi. Đấy, tòi bắt đầu chạy rồi đấy các bạn. Đấy. Bây giờ này anh mình sẽ ngồi ở đây. Ui, trông hùng vĩ quá. Máy nó bị vỡ không ạ? Dạ vâng, máy của cháu không sao đâu, cái điện thoại cháu chống nước được. Trông lửa lưới có vứt lên đây không hả bác, hả chú? Nếu lưới vứt lên đây thì cháu phải cầm. Trước khi kéo lưới thì là cái máy bay của mình để ở đây này. Anh vẫn cứ mong rằng là cái máy bay của mình không bị hỏng ấy, thì anh cẩn thận anh cất máy bay xuống tận dưới này cho mình. Đâu ấy, anh cất đâu ấy? Mà lưới nên gần đến nơi thì anh lái thuyền sẽ cho thuyền đi một đoạn để cho lưới nó xuôi về sau, rồi xong cái đó là các chú là sẽ vớt lưới lên. Đây là hai tấm ván be, mình cũng không biết là nó có tác dụng gì. Hai cái tấm này nó có tác dụng gì hả chú ấy? Nó chung tròn, nó chung như đất. À vâng, chú bảo là hai tấm này có tác dụng là ghìm lưới cho nó chìm xuống dưới đất. Thế này đi đánh lưới thì bắt buộc phải có khoảng 3 người, ít nhất là phải 3 người phải không chú? Ở đấy anh lái thuyền bắt đầu dở ra hộ tống chú với lại hộ tống hai chú kéo lên. Tầm này là không sử dụng máy móc được. Hai tiếng rồi đấy kìa. Một mẻ lưới là chạy độc chạy ở biển không là mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng là chạy cứ thả lưới dưới biển này các bạn này, cứ rồi chạy lòng vòng 2 tiếng đồng hồ. Và cái tiền dầu một mẻ lưới này mình không biết hết bao nhiêu, nhưng mà cái máy của các chú với này anh đây là cái máy nổ này to lắm. Mình nghĩ là nó cũng hết khá nhiều dầu đấy. Nếu mà không đánh được nhiều thì là mình gọi là không được công, hoặc là nặng hơn thì có thể là không được con gì thì sẽ bị lỗ tiền dầu. Say sóng như thế mà
nhé, kéo dưới cái tỉnh ấy. Tỉnh ngay. Lúc đấy anh bảo anh lái thuyền, anh bảo anh có nghe tiếng không? Bảo là hôm nay là còn biển lặng đấy. Còn mọi hôm biển động nó còn sóng hơn nhiều. Mới đầu thì không sao đâu, nhưng mà ngấm lâu lâu thì chết chóc. Lúc mới lên nhỉ, anh em mình hào hứng thế nhỉ. Cứ đi đi chú ạ, à, không sao đâu. Anh em cháu quen rồi. Úi giời ơi, quen rồi. Quen là quen sông sâu thôi, không quen biển lớn. Chết choạng. Chết choạng. Hình như là sắp đến cuối lưới rồi đấy các bạn ạ. Hy vọng là mẻ lưới hôm nay các chú và anh được thật nhiều để cho mọi người xem cho thích. Và thứ hai nữa là để các chú và anh có thành quả để mang về bờ. Lưới dài thế nhỉ. À đây, bắt đầu từ đây là mình đã nhìn thấy những chú cá nhỏ nhỏ rồi. À, cái này có hom không hả anh với chú? Lưới này nó có hom không? Tức là cá vào là nó không ra được lưỡi. Không có. À đây, ui, Ba Long nhìn thấy cá chưa? Nhìn thấy rồi. Nhìn thấy chưa? Một đoạn này nhiều chứ. Được một cái con cá gì rất chi là to. Con cá to to đấy là cá gì đấy hả chú? Cá nhồng ạ. À, đây một con nó húc bục đấy hay thế nào đấy? Đây có một cái vết bục đây. Đây chính là cái con, chắc là dòng đấy nó hút hay sao đấy. Có một con rất to. Đấy đấy đấy, ui đẹp quá. Cái con này nó mắc ở đây cho nên là anh với chú phải gỡ ra luôn. Đâm bục được lưới tài mà cái đầu nó nhọn thế kia cơ mà. Ở đằng cuối các bạn có nhìn thấy nhiều chú cá không kìa, đấy kìa. Thế là mỗi một chuyến đi như này là chú với anh là chỉ đánh một mẻ thôi ạ? Một ngày ba mẻ, vâng đúng rồi. Thế là mỗi một mẻ là vào cả công tra lưới, lẫn công kéo lên, lẫn công thả lưới ở dưới nước thì vào hơn 2 tiếng đồng hồ. Một ngày ba mẻ. À, chú mẹ anh là gỡ để cho nó xuôi về đằng sau. À, như chú mẹ anh nhận định nhìn như thế này thì cái mẻ này nó có đạt như những mẻ trước không ạ? Chưa biết ạ, à? Vẫn chưa nhìn ra được đúng không ạ? Các bạn đã nhìn thấy cá ở dưới trong cái bọc này chưa, nhưng mà mình ở trên này mình đã nhìn thấy rồi. Nếu như ở quê mình đánh ở sông ấy thì là phải nhiều nhiều mẻ lắm thì mới được một cái bọc cá này. Giúp chú mấy anh lắm nhưng mà không biết giúp kiểu gì. Thôi thì cứ đứng ngoan một chỗ là tốt lắm rồi. Chú mấy anh sẽ mang về đằng trước. À có một cái cầu gỗ chú mấy anh đã chế sẵn để hình như là để đứng cho nó vững hay sao ấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xuống nhé. Mình sẽ xuống để quay cho các bạn xem tiếp. Mình đã xuống tới nơi. À, bây giờ là à, đổ ra đây luôn ạ. Uầy, ui. Nếu mà đếm đầu con thì mình không biết là nó khoảng bao nhiêu con nữa. Nó phải hàng trăm nghìn con mất.
Nhiều quá. À được cả mực phải không anh? À đây là con mực này các bạn này. Con này xịt túi không ạ? Con xịt túi xịt cho mặt á. À nó sượt xịt vào mặt ạ? Vâng vâng. À đây trước khi đổ là anh với chú đã ngăn một cái tấm này rồi để cho nó khỏi trôi về sau. À, nó xịt túi à thấy không? Nó xịt túi mực ra đấy ạ. Đúng rồi, mình không biết các bạn, mình không biết mình cầm vào con mực kia thì chú mấy mấy anh bảo là thả xuống không là nó xịt cái mực ra là sau bị làm sao không anh hay là nó bẩn thôi. Không, chờ dính mình dơ. À dạ vâng, vâng. Uầy. Thế này mà ở gần đây em xin ít cá về thả bẻ. Anh lấy cái gì? Đâu em xin ít về thả bẻ cảnh. Nhưng mà không ở gần không làm gì được. Nhiều loại quá. Bắt đầu anh cho thuyền về sao ấy. Lái lướt lắm. À bây giờ về anh ơi. Bây giờ mình về. Về. À, bây giờ là mình với anh với các chú là sẽ về bến nhé các bạn nhé. Cá này là cá gì mà nó đẹp thế hả chú? Cái bè lão. Cá bà lão ạ? À? Dạ vâng. Đây chú bảo là con cá bè bà lão. Đấy, còn rất nhiều những con cá cái đẹp khác nữa. Con cá này cũng đẹp, thế nhưng mà không đẹp bằng con vừa lấy. Còn này, con này là con gì hả chú? Cá. Cá này là cá gì hả chú? Cá đồng. Cá đồng. Cá đồng. Vâng ạ. Đấy, có những câu mà mình nghe không rõ thì các bạn có thể nghe sẽ hiểu. Đây là cá bún, cá mú ạ. Vâng. Mực này. Quay. Con đây mực là mực lang. Mực lang ạ. Vâng. Con đây cá nhồng. Cá nhồng. Con đây cá máu. Cá máu. À. Vâng. Con đây cá liệt rỡ. Dạ vâng. Đấy, còn thì đây là đây mấy này kia là hai loại cá khác nhau hả chú? Cái đây đây loại nè, cái. Vâng. Đấy. Đây loại kia đó. Dạ vâng. Không. Vâng. Đấy là tạm thời thì bây giờ nó hơi ồn ấy, nghe nó không rõ lắm nhưng mà sau mình về mình sẽ tìm hiểu thêm. Đây là con mực ống, à mực lang. Mực lang, cái con mực này mà nó có cái nang mực để mà chúng ta lấy cho chim ăn đấy. Cái lăng mực ở trên đỉnh lưng này này. À, đấy. Dạ. Gần về đến nơi rồi hả chú? À, đến nơi rồi. À, đây gần đến nơi đấy các bạn. À, sau khi thuyền về đến bến thì là các cô dì chú bác ở trên bờ lại đổ xô ở đây để mua lại những cái chú cá này. Thế cái con tôm này nếu như mà muốn nọc được ra ấy, thì cái con tép này nọc ra kiểu gì hả chú? Con ruốc. Con ruốc? Con ta làm mắm ruốc đồ ăn đó. À vâng. Mắm ruốc là làm từ con này hả? À. Dạ vâng ạ. Thì mình muốn lọc cái con này ra khỏi con cá này lọc kiểu gì ạ? Không có lọc, coi như mình kho khô cây à. Vâng, thế cháu thấy có những thuyền người ta đánh về ấy, thì người ta mang theo nhiều cái con này lắm mà đọc con này không ấy. Thì là họ đánh bằng con đây này. Vâng. Họ có cả một cái khay này đầy đọc con này không ấy. Ờ, cả tấn luôn, có được cũng cả tấn. À, cả tấn cái con này luôn ạ. À. Với một chép nè, coi như chín mực hết đây. Dạ. Con này được gọi con ruốc. Con ruốc ạ. Đấy đúng rồi, cháu cũng nghe một hai lần từ buổi sáng giờ nhưng mà cháu cứ toàn quên tên. Ở ngoài cháu cứ gọi nó là con tôm. Con tôm thế tàng tôm lớn à. Tôm mà mai được nửa dạ. Tết được đem vô bán rồi. Vâng. Đấy. À vâng, tức là chú về tới đây là cháu chú lấy đồ đạc là xong chú cũng lên bờ luôn.
Là hôm nay là nghỉ luôn đấy ạ. Dạ vâng. Con chào xong thì lấy. Vâng. Như mọi hôm này chú có nghỉ sớm như hôm nay không? Cũng vậy á. À mọi hôm cũng nghỉ tầm này ạ. Đó, giờ phải vô sớm đây cũng có mà vô xấu đây cũng có đầy theo biểu trẻ cái mắm à. Dạ vâng ạ. Chú Quế chào cả nhà nhé. Chào 28 bạn, chào 52 bạn đang xem. À, Quế đang quay video mọi người ạ. Đang quay video thì Quế có phát trực tiếp một đoạn để cho mọi người xem thôi. À, để bây giờ Quế sẽ tập trung vào cái việc quay video nhé. Cuối cùng thì thuyền cũng đã cập bến rồi. Vẫn như cái hình ảnh lúc sáng mà mọi người và các bạn cũng xem đấy, là mỗi một lần thuyền cập bến ấy thì các cô dì chú bác lại ở đây để mà đón những cái con tôm con cá để mang lên bờ. À, thì các cô dì chú bác ở đây có người nhà của các chú cũng có, và các cô các chú là thợ buôn cũng có. Đó. Đây là toàn bộ những cái thành quả mà cô chú và anh em mình hôm nay đánh được một mẻ lưới. Anh Long ơi, ở trên đấy anh Long cầm đồ đạc chuẩn bị sau mang dưới hộ em, sau hai anh em mình cùng lên bờ luôn. Chắc là anh em mình cũng sẽ lên bờ luôn và về nhà nghỉ ngơi để sau mai anh em mình sẽ bay về miền Bắc. Hôm nay thực hiện được cái video này thì cũng có sự giúp đỡ của các chú đây và anh rất là nhiều. Đi 3 giờ đồng hồ từ đất liền ra ngoài biển để mà đánh bắt được những cái con cá, rồi xong khi đó là mang về. Bước lên quay. Đây cháu bước lên rồi đấy ạ. Vâng, một lần nữa cháu cảm ơn chú với anh với lại vâng hai chú nhé, rất là nhiều ạ. Bây giờ chú với anh là về nghỉ ạ. Dạ vâng ạ. Anh em cháu bị say sóng. Anh Long lôn mửa quá thật. Cái con máy bay của mình đây hỏng rồi ạ. À chết rồi, giờ mới quay sang Facebook. Chào cả nhà.